Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên ngày 17 tháng 9 2018 và cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn đang phim xem video của em ạ. Có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em về rất là nhiều mặt hàng và em sẽ giao lưu và giới thiệu đến cả nhà nhé. Đầu tiên đây ạ, đây chính là chúc Phật bà đấy ạ. Chúc Phật bà gia đình em bán với giá là 650.000 một cân ạ. Ở chỗ này chỉ còn khoảng tầm 5 cân nữa thôi ạ, em bán đi gần hết rồi. Bởi vì em mời hàng ngày hôm qua rồi mà. Em còn có khoảng 5 cân nữa thì dành cho 5 cô chú anh chị nữa thôi nhá. Hoa của chúc Phật bà rất là xinh đẹp ạ và là một trong những cái dòng hoa quý hiếm của Việt Nam mình, của hoa lan đấy ạ. Đó thì cái dòng này thì cũng dễ thuần thôi ạ. Đó. Và tiếp theo em xin giới thiệu cả nhà, đây chính là kim điệp xuân đấy ạ. Kim điệp xuân gia đình em bán với giá là 180.000 một cân ạ. Cả nhà ngày hôm nay mà không mua thì nó là phí luôn ạ, bởi vì kim điệp xuân hàng rất là đẹp luôn ạ. 180.000 một cân. Ở bên trên này đây là hoàng thảo môi tua cũng 180.000 một cân ạ. Hoàng thảo môi tua hoa của nó màu vàng, cái họng của nó thì hơi tua tua. Đó, tua ra thì người ta mới gọi là môi tua đấy ạ. Hoa màu vàng kim điệp xuân thì hoa nở vào mùa xuân này. Đó. Và tiếp theo đây là dáng hương tam bảo sắc xe rụt đấy ạ. Gia đình em bán 400.000 một cân. Hàng thì không phải lúc nào cũng có hàng xếp như này đâu nhá. Bản lá nó cứng đẹp lắm. Đó. Và tiếp theo em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là hoàng thảo u lôi đấy ạ. Em xin nói qua một chút về hoàng thảo dáng hương tam bảo sắc lá xếp này nhá. Thì dáng hương tam bảo sắc thì hoa của nó là ba, có gồm có ba màu là màu vàng, màu trắng và màu tím hồng. Đó. Thì cái dòng này thì chúng ta có thể ghép vào gỗ hoặc chúng ta có trồng vào giá thể cũng được. Hôm qua thì gia đình em có trồng những cái chậu vào trong giớn hoặc là trồng vào tổ quạ vụn nhạ. Mình cắt cái tổ quạ ra, sau đấy là mình cho vào trong chậu giỏ, sau đấy là mình trồng. Đó. Và tiếp theo đây là hoàng thảo u lôi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh ạ. Em bán 300.000 một cân. Chỗ này có khoảng tầm 6 cân thôi nhá. Sắp hết hàng rồi. Và tiếp theo bên trong này đây là thủy tiên vàng hay còn gọi là kiều vàng đấy ạ. Đây là một cái nàng kiều hoa màu vàng rất là xinh. Màu vàng từng chùm rũ xuống, nó rất là đẹp luôn đấy. Nhà em bán 180.000 một cân. Và tiếp theo một cái dòng hoa đó chính là hoàng thảo ngọc thạch ba màu ạ. Gồm có ba màu là vàng, trắng và tím. Thì cái dòng này thì hoa của nó cũng rất là xinh. Thì cô chú anh chị nếu mà chưa có cái giỏ hoa của ngọc thạch ba màu thì nhanh nhanh sưu tầm cho mình một giỏ đấy ạ. Cái dòng hoa của nó, cái bông hoa của nó đẹp rất là tinh khiết, rất là thuần khiết luôn đó. Và bên trên này đây chính là đuôi gà dẹt đấy ạ. Đuôi gà dẹt gia đình em bán với giá là 230.000 một cân ạ. Cô chú anh chị nào mua 3 cân em bán 200.000 một cân. Đuôi gà thì là một trong những cái loài hoa cũng rất là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể là trồng nếu mà muốn ghép vào trụ hay là muốn để trước cửa nhà ấy, thì chúng ta trồng to lên đi, trồng khoảng tầm 2-3 cân đi cho nó xòe ra. Cái dòng này mà một bông thì nó vẻ đẹp của nó chưa được gọi là hoàn mỹ. Tuy nhiên rằng là khi mà nó nở một lần nhiều bông ạ, một chùm ạ, nó sẽ rất là đẹp, giống như chúng ta đi đồng diễn ấy. Đó. Và tiếp theo ở bên trong này đây chính là dáng hương đuôi cáo này. Dáng hương đuôi cáo em bán 150.000 một cân dáng hương đuôi cáo. Hoa màu tím trắng, hoa nở vào tháng 7 đến tháng 5 hay tháng 7 dương lịch. Và cái dòng này thì chúng ta có thể ghép hoặc là chúng ta có thể là trồng ạ. Vào giá thể. Và cái dòng này thì là dòng ưa ẩm nhá cả nhà nhá, nên là treo thì treo chỗ thấp cũng được. Và tiếp theo trong này là những cái bó quế nâu này. Mọi người hay nói cái dòng này là cái dòng chơi lá. Bởi vì cái cây của nó này nó rất là tùm và lá của nó thì rất là xinh đúng không ạ? Hoa rất là đẹp và cũng đẹp, hoa màu gì nhỉ? Màu nâu nâu, màu vàng vàng, đây gọi là quế nâu nhá. 160.000 một bó, mua 2 bó còn 150.000 một bó ạ. Tiếp theo đây chính là thủy tiên trắng hay còn gọi là kiều vuông đấy ạ, cả nhà có biết không ạ? Hoa của nó rất là xinh, là hoa trắng họng vàng rất là đẹp luôn ạ. Và trong miền Nam thì em thấy cô chú anh chị hay gọi nó là thủy tiên trắng. Đó, thì gia đình em bán phiên ngày hôm nay là 280.000 một cân. Hàng vừa mới về rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, chỉ có khoảng tầm 10 cân thôi, dành cho 10 cô chú anh chị thôi ạ. Và bên trong này đây chính là hoàng thảo hương vani. Một cái dòng thân thòng rất là xinh đúng không ạ? Hoa màu hồng hồng, rất là đẹp ạ. Gia đình em bán là 300.000 một cân đấy ạ. Đấy, hương vani.
Tiếp theo đây là hoàng thảo tam bảo sắc đấy ạ. Hoa của nó cũng ba màu rất là đẹp ạ. Gia đình em bán là 300.000 một cân ạ. Chỗ này chỉ có khoảng tầm 1 cân nữa thôi nhá. Và tiếp theo bên trong này đây chính là ý ngọc đấy ạ. Một cái dòng hoa cũng rất là xinh đẹp. Và em thấy là các cô chú anh chị ở miền Nam hay gọi là hay gọi nó là nàng công chúa, bởi vì nó rất là xinh đẹp ạ. Đó, gia đình em bán 230.000 một cân ạ. Mua 3 cân em bán 200.000 một cân nhá. Và tiếp theo đây là hài Helen ạ. Hài Helen thì gia đình em bán bộ 350.000 một cân ạ. Hài Helen này. Và đây còn có một ít là hoàng lạp em thanh lý là 120.000 một cân ạ. Đó, hoàng lạp nhá. Và đùi gà tròn này, đùi gà tròn em bán là 170.000 một cân, đùi gà tròn. Đó. Ngoài ra thì ngày hôm nay ạ, em hôm qua em có giới thiệu đến cả nhà là ngày hôm nay thì em có lên vườn mẹ để em lấy những cái chậu trần mộng xuân đấy ạ. Có một vài chậu thì nó là có nụ, có chậu thì nó chưa có nụ đâu. Thì hoa này nó nở vào dịp Tết luôn và chúng ta có thể làm về để trưng bày luôn này. Đó. Đây ạ. Ví dụ như là chậu này này. Chậu này em bán 3 triệu một chậu này. Đây ạ. Kích thước của nó rơi khoảng tầm hơn 1 mét đấy ạ. Rất là to luôn. Và nếu mà những chậu to hơn thì rơi vào khoảng tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Nếu mà những cái chậu khủng ấy là tầm 4 triệu rưỡi cũng có. Còn ví dụ như là cái chậu như thế này, đường kính như thế này, thì gia đình em bán là 3 triệu một chậu này. Chậu này này, chậu còn chậu này thì tầm khoảng tầm 3 triệu rưỡi này. Còn chậu này là 4 triệu này. Đấy, còn cái chậu khủng nữa nhưng mà trời mưa quá nên là chưa kịp lấy về. Đó. Thì nhà em có những cái chậu như thế này thì cả nhà muốn. Cái dòng này thì có cố khá là nhiều cô chú anh chị nói rằng là khó thuần, tuy nhiên rằng là không khó thuần đâu ạ. Và cái dòng này thì bây giờ chúng ta mua về thì nó sẽ thích nghi được với cái môi trường của mình và sau đấy là Tết thì nó sẽ cho ra hoa đấy ạ. Hoa rất là xinh đúng không nào? Hoa trần mộng thì đẹp mê ly luôn rồi, giấc mộng của vua Trần. Tại sao gọi là như vậy à? Tại vì là em thấy mọi người nói rằng là đây là giấc mộng của vua Trần và nó hoa nó rất là đẹp. Đây. Xanh mướt mần mượt luôn. Nhà em thì một là trồng, em ưu tiên cô chú anh chị nào ở miền Bắc nhá. Thì em đây này, em có trồng vào trong những cái chậu của e chậu này. Chậu này thì là đó, hoặc là những cái chậu dớn này, nhà em có những cái chậu dớn nữa đây. Trồng bằng chậu dớn. Ví dụ như cái chậu to bùng rồi này. Đấy, 4 triệu rưỡi này. Đây ạ. Ở nhà em trồng bằng chậu bằng này nhá. Và nó có mắt nụ rồi đấy ạ. Đấy, có chậu thì nó chưa có nhưng có chậu thì nó đã có rồi. Đó. Và cô chú anh chị nào mua hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại 0965 495087 ạ. Và em thì còn có rất là nhiều hàng thuần nữa như là hoàng lạp này, long tu xuân này, hạt vị bắc này, cáo này, đó. Nên là cô chú anh chị nào mua hàng thì vui lòng nhắn tin cho em nhé. Còn đối với cái dòng giáng hương đôi cáo thì cô chú anh chị rất là nhiều bạn nói rằng là cái dòng này thì nó khó thuần. Tuy nhiên rằng là em thấy rất là bình thường à. Bởi vì là lúc mà trồng ấy mọi người rất là hoang mang khi mà nó bị xuống sắc. Tức là bị xuống, bị mất nước và nó bị rụng lá đấy ạ. Thì khi mà bị rụng lá như vậy thì tất nhiên nó phải trải qua quá trình mất nước rồi ạ. Bởi vì nó tự nhiên nó đang rất là tươi tốt ở trên rừng mà chúng ta hái nó về. Thì cây nào nó khỏe thì nó sẽ teo luôn. Cây nào khỏe thì nó sẽ sống, còn cây nào yếu thì nó sẽ teo luôn đấy ạ. Và nãy là những cái hàng mà em đang quay cho mọi người đây là những cái hàng thải nó sẽ yếu hơn so với những cái hàng em bán cho quý khách hàng nhá. Và cái vừa vào cái mùa này là mùa mưa nắng nên là rất thất thường, nên là có một vài cây nếu mà nó bị yếu ấy, thì nó có thể là bị thiên nhiên nó đào thải là chuyện bình thường thôi ạ. Đó thì mọi người mua hàng thì nhớ nhắn tin cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Cả nhà nhớ đăng ký kênh của em, ủng hộ em nha. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Em hẹn cả nhà ở video tiếp theo đây ạ.